Vichyssoise là súp khoai tây được biến tấu từ món súp potage parmentier rất phổ biến trong ẩm thực Pháp. Mình làm nó xa xỉ hơn một chút bằng nấm trúc phổ. Những thứ còn lại thì y chang thôi. Cùng làm với mình nào. Hãy like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Mình sử dụng một củ khoai tây Đà Lạt khoảng 150g, bào vỏ rồi ngâm qua nước cho nó không đen. Hai cây hành barô khoảng 110g, chỉ lấy phần trắng thôi, cắt nhỏ. Nửa củ hành tây khoảng 65g, cắt nhỏ. Bắc nồi lên, cho vào khoảng 15g bơ lạt. Đợi cho bơ bắt đầu nổi bọt thì cho hành vào xào trước cho mềm thơm. Tiếp đến cho vào nửa tép tỏi bằm. Khoai tây cắt nhỏ ra rồi thả vào nồi. Đảo nhẹ mấy cái rồi cho nước dùng gà trắng vào, khoảng 300g. Ai chưa biết cách nấu nước dùng gà thì vào bio của mình có video hướng dẫn nha. Để lửa lớn cho nồi súp nó sôi nhanh, cho vào một lá nguyệt quế. Bạn có thể thêm bouquet garni vào nếu muốn. Nếu có bọt thì bạn hớt bọt, rồi giảm nhỏ lửa cho nó sôi lăn tăn đến khi mềm. Khoảng nửa tiếng. Trong thời gian chờ thì mình chuẩn bị truffle cream. Mình dùng khoảng 45g whipping cream, đánh cho nó bông cứng lên. Nêm vào chút muối tiêu, bào thêm một ít nấm truffle, rồi để tủ lạnh. Sau nửa tiếng thì khoai và hành đã mềm rồi. Mình tắt bếp để cho súp nó nguội xuống một chút xíu rồi xay ha. Nếu súp đặc quá thì bạn có thể thêm nước dùng gà, sữa hoặc whipping cream vào nhé. Rây lại một lần nữa cho nó mịn màng. Nêm lại cho vừa ăn. Món này dùng nguội khoảng tầm 16 đến 20 độ C là được, nên mình cho vào tủ lạnh một chút. Súp của mình nguội rồi, giờ mình múc ra đĩa thôi. Múc truffle cream đặt lên trên mặt. Xay vào chút tiêu và bào thêm truffle. Vậy là xong rồi. Chúc bạn thành công. Cho mình biết cảm nghĩ của bạn bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé.